David hôm nay làm một cái video nói về cái khóa học marketing trong ngành Forex Coin. Thì trong những năm mà tôi đi đào tạo thì nó có liên quan đến các vấn đề đào tạo phân tích kỹ thuật, phân tích các vấn đề về các chỉ báo để có thể giao dịch được. Thì có rất nhiều học trò của tôi đã giao dịch rất là tốt. Ngoài họ giao dịch ra thì họ muốn học tôi về cái marketing trong ngành, tìm kiếm khách hàng trong ngành tài chính, cụ thể là ngành trade coin, ngành đầu tư Forex. Thì hôm nay tôi sẽ cung cấp một cái khóa học marketing trong chuyên ngành tài chính, chuyên ngành đầu tư chứng khoán. Những ai đang tham gia vào cái lĩnh vực này mà muốn tìm kiếm khách hàng thì sẽ tìm đến cái khóa học này. Ngoài ra thì có thể là gì ạ? Các bạn đang giao dịch chứng khoán, giao dịch ngoại hối thì cũng có thể thêm tìm kiếm khách hàng. Trước khi vào cái khóa học marketing này thì David sẽ cùng với mọi người đi tổng quan được cái thị trường. Tổng quan cái thị trường một chút. Thì chúng ta phải tổng quan. Đúng không? Vậy thì có rất nhiều người, người ta nói rằng là marketing trong ngành tài chính thì nó khác biệt với marketing trong các ngành khác, bán hàng khác hay không? Thì tôi sẽ nói luôn là nó rất khác. Có những người cần tìm kiếm khách hàng trong ngành Binary Option, BO. Có những người tìm kiếm trong các ngành trade coin rất nhiều. Đúng không? Thì chúng ta có hai mảng. Mảng đầu tư là tự doanh. Mảng thứ hai là mảng tìm kiếm khách hàng, tạo lập ra các nhóm để trade, để chúng ta có hoa hồng. Thế thì cái việc mà những bạn trẻ hay là những cái đối tác để tìm kiếm khách hàng thì tôi thường xuyên hỗ trợ và đưa ra các cái giải pháp để có thể tìm kiếm cùng với chúng tôi. Thì chúng ta sẽ đi một vòng cái thu nhập của một người trong ngành. Thì tôi cũng có sưu tập ở đây một số các bạn. Thì để kiếm được 100 triệu trong ngành tài chính thì rất là đơn giản nếu chúng ta có một cái kỹ năng. Có những người kiếm 1 tỷ một tháng, chưa kể là họ làm rất nhiều các công việc PR marketing hay là làm cái tìm kiếm khách hàng. Vấn đề là họ có đội ngũ khách hàng, có những người có nhóm khách hàng. Đúng không ạ? Do đó chúng ta sẽ phải hiểu qua được, ví dụ cái thu nhập, ví dụ một bạn làm link affiliate của một cái khách hàng, cụ thể nó sẽ có khoảng độ 5 đến 10 khách hàng thì họ đã thu nhập 4.568 đồng trong một tháng rồi, tức là khoảng độ 100 triệu. Chưa kể một bạn nên làm khoảng độ cùng với lại cái nhóm của tôi, đúng không ạ? Thì thu nhập của bạn ấy nó rơi vào khoảng độ 5.200, cái này khoảng 200 đồng, 200 triệu. Thế do vậy là tổng nó rơi vào khoảng độ, nó rất nhiều các cái tên, IB, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn nên làm ở trong sàn, đúng không ạ? Hot Forex, Forex Time, Epic Pro, Not, đúng không ạ? Thì trong cái thời kỳ khủng hoảng, XTB, XNet, Pepperstone, AC, AvaTrade, đúng không ạ? Những người xuất sắc tìm kiếm khách hàng. Thì mỗi một cái mã mà người ta lập, đúng không ạ? Thì người ta đều có thể tìm kiếm được các khách hàng và các khách hàng cứ giao dịch. Cụ thể họ có 10 khách, 20 khách, 50 khách, 100 khách thì lập tức là gì ạ? Họ sẽ có những cái thu nhập. Ví dụ như thu nhập một tháng, đúng không ạ? Là 5.000 đồng, 4.000 đồng, 4.500.000 đồng. Thế do vậy là cái việc thu nhập nó rất là cao. Vậy thì tôi có chia sẻ với mọi người cái khóa học liên quan đến marketing trong ngành tìm kiếm khách hàng. Thì trước đây có giao dịch và có đào tạo các cái khóa học và liên quan đến trade, liên quan đến kỹ thuật. Thì nay có thêm cái cấp, thêm cái khóa học marketing và tìm kiếm khách hàng trong ngành tài chính. Khóa học này đem đến cho các cái nhà đầu tư có thể kết hợp để tìm kiếm khách hàng. Các bạn có thể tìm kiếm khách hàng trong cái ngành
mà chúng ta yêu thích, để chúng ta tạo ra những cái đội nhóm có thể để Zoom meeting, đúng không ạ? Để Zoom càng online cái này nó càng làm càng tốt, đúng không ạ? Thế rồi càng khủng hoảng thì cái nghề này nó lại càng rất là ok. Thì chúng ta chọn cái vị thế của một cái người làm thị trường, đó là tìm kiếm khách hàng cho các broker. Có những người sẽ được hiểu là họ làm đi cùng với lại broker dựa trên cái vấn đề phần trăm về doanh số. Có rất nhiều broker họ sẽ đàm phán với chúng ta là chúng ta đạt được cái tỷ lệ phần trăm, chúng ta có được cái số thưởng deposit. Có rất nhiều broker lại đàm phán theo các mô hình kinh doanh của broker chuyên nghiệp đó, đúng không? Thế thì với cái khóa học marketing này, và đặc biệt là những ai đi học của tôi sẽ chia sẻ hết tất cả các vấn đề về các broker họ đàm phán với chúng ta những bước gì để chúng ta có thể kiếm được 100 triệu, 200 triệu hay 500 triệu hay 1 tỷ trên tháng. Đặc biệt nó phù hợp với lại các bạn trẻ, người mà đam mê kinh doanh tài chính, người mà đam mê tìm kiếm khách hàng. Thì trong cái quá trình năm tôi 25 tuổi, tôi đã rất là mê tìm kiếm khách hàng. Tôi đã mua một cái tên miền là tìmkiếmkhachhang.com, đúng không ạ? Tôi mê tìm kiếm khách hàng. Lúc đó thì làm ngành gì cũng tìm kiếm khách hàng, đúng không ạ? Thì tôi cũng có những cái video từ hồi còn trẻ, đúng không ạ? Đó, tìm kiếm khách hàng. Rồi tôi mê danh sách khách hàng. Danh sách khách hàng. Tôi mê có một cái danh sách khách hàng để tôi có được các cái thông tin và tôi gọi điện, đúng không ạ? Trước đây danh sách khách hàng.vn tôi cũng mua một cái tên miền như vậy, đúng không ạ? Tìm danh sách khách hàng.vn là tôi đang xây dựng. Thế thì khi mà tìm hiểu về cái thông tin để chúng ta có thể kiếm được tiền thì chúng ta phải biết marketing để chúng ta làm được thị trường trong ngành tài chính này. Cụ thể nó liên quan đến ngành Forex, ngành Trade Coin, ngành Buy Option hay ngành chứng khoán. Thì khóa học này sẽ cung cấp cho mọi người những cái kỹ năng online, offline, Zoom, live stream hay là có những cái list danh sách khách hàng thật là khủng khiếp. Và chúng ta sẽ thấy được những sự ấn tượng khi khách hàng đăng ký qua cái link affiliate của chúng ta để chúng ta có được cái số hoa hồng rất là khủng, rất là lớn. Từ đó chúng ta có thể cân đối lượng tiền đổ vào marketing hay là lượng tiền đổ vào các kênh video hay là các lượng tiền đổ vào Facebook. Thì đó là cái mà chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị khách hàng, những học trò muốn và tham gia được ngành tài chính. Tôi cũng có chia sẻ với rất nhiều học trò mà nay rất là thành đạt, họ tìm kiếm khách hàng trong ngành sở hữu hàng hóa, họ cũng đã kiếm được cả tỷ đồng mỗi tháng, hay là ngành Forex, hay là ngành chứng khoán, thu nhập họ đã lên đến 500 triệu một tháng, 200 triệu một tháng, mặc dù kỳ khủng hoảng, mặc dù chứng khoán xuống giá, đúng không ạ? Thế do vậy họ phải có cách làm. Thứ nhất, họ phải hiểu được các cái chiến lược marketing, video marketing, SMS marketing, Zalo marketing, hay là các yếu tố về trend marketing, đúng không ạ? Xu hướng của giá dầu, đúng không ạ? Người ta cứ nói lải nhải suốt ngày giá dầu thấp, nhưng tại sao có những ông kiếm được tiền, nhưng tại sao có ông không kiếm được tiền? Rồi xu hướng của Bitcoin, Bitcoin lên giá hay xuống giá, những người tìm kiếm khách hàng tại sao lại kiếm được rất nhiều tiền? Hay là những cái xu hướng về bảng Anh xuống giá, Brexit, tại sao lại người ta kiếm được tiền? Người ta thông qua tất cả những cái yếu tố để có thể tìm kiếm được khách hàng. Đó là trend, đó là xu hướng, đó là các cái kỹ năng, đó là các cái thông tin, và tìm ra được một cái ekip để có thể thực hiện. Cái khóa học này nó cũng phù hợp với lại các thành viên làm việc mang tính chất cô đơn, cá nhân, nhỏ lẻ. Khóa học này đặc biệt phù hợp với lại những kíp gồm có 3 người, đúng không? Người telesale, người thì làm về marketing online, người thì làm marketing truyền thống, rất nhiều. Thì nó phù hợp với tất cả các đối tượng. Rồi sự kết hợp giữa các yếu tố tăng và giảm, điều phối trong telesale. Như chúng ta đã biết thì đợt này gọi telesale là chúng ta sẽ thấy được là tỷ lệ từ chối rất là khủng khiếp, đúng không ạ?
Do đó sẽ có những khóa học no telesale và không telesale, đúng không ạ? Khóa học không telesale. Bán hàng không gọi điện thoại. Đúng không ạ? Bán hàng không gọi điện thoại thì tôi cũng có, đúng không? Rất nhiều các yếu tố để chúng ta có thể là gì ạ? Phát huy được cái vấn đề marketing trong ngành tài chính. Bán hàng không telesale. Các cái khóa học mà tôi đã đưa ra, kỹ năng bán hàng không telesale, làm thế nào để bán hàng không telesale mà David đã đưa ra, đúng không? Cách đây 1 năm, rất nhiều các cái chiến lược, các bước bán hàng. Và tôi cũng nói luôn là tôi hướng dẫn cụ thể vào các khóa học của trong ngành tài chính, chứ không bán hàng của các ngành khác, đúng không ạ? Tất nhiên nếu những người khác mà tin tưởng và vẫn theo học của các cái ngành khác thì hoàn toàn chúng ta có thể trao đổi Zalo 0987732228. Tuy nhiên chủ yếu tôi hướng đến các cái khách hàng, các học trò liên quan đến ngành tài chính, đến ngành gold, forex, trade coin để tìm kiếm được khách hàng. Các ấn tượng trong marketing online, các vấn đề kỹ xảo, các vấn đề về giao dịch, các vấn đề về thông qua các cái yếu tố để xác lập một cái kênh thông tin giúp cho chúng ta có thể có được cái tư duy, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ học được các kỹ năng để chúng ta tìm ra được một cái phương pháp tìm kiếm được khách hàng. Ví dụ trong các cái link của tôi, đúng không ạ? Có rất nhiều người đăng ký và chúng ta sẽ thấy được một ekip và họ sẽ telesale, họ sẽ làm marketing online, họ sẽ làm được rất nhiều các cái yếu tố mà để khách hàng có thể mở tài khoản và cùng nhau giao dịch, cùng nhau đi đến chiến thắng. Thì đấy là cái khóa học marketing. Hy vọng rằng các học trò cũng có thể tham gia và học được cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng trong ngành tài chính. Chúng ta có thể Zalo 0987732228 để cùng David đi đến cái nội dung khóa học cũng như là được tương tác để chúng ta có thể giỏi, chúng ta có thể kiếm được thu nhập. Hoàn toàn chúng ta có thể kiếm được 100 hay là 200 hay là rất nhiều. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái mô hình để chúng ta đàm phán với lại các đối tác mà trong PIP Compare chúng ta nhìn thấy nó rất nhiều sàn sẽ vào Việt Nam, FBS, Pepperstone, đúng không ạ? Xnet, XTB, AC, rất rất nhiều. Các khóa học marketing thì tôi đã có những cái hàng chục năm kinh nghiệm đào tạo các bạn và tạo ra rất nhiều các IB thành đạt, thành công trên thị trường. Thì hy vọng rằng sẽ đón chào những các thành viên mới thì tôi sẽ hướng dẫn, có thể đào tạo online hoặc offline, hoặc đưa ra các giải pháp để các bạn có thể kiếm được khách hàng là tuyệt vời. Đừng ngần ngại Zalo 0987732228 để có thể đến cái khóa học tìm kiếm khách hàng trong ngành tài chính. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.